Ngôi chùa ở Hà Nam. Năm 2002, tôi cùng mấy pháp hữu đến một ngôi chùa ở Hà Nam. Nghe người trong chùa kể, căn gác nhỏ ở phía sau chùa dành cho khách tăng du phương đến trú ngụ hay có quỷ náo. Nhiều người vào đó ở, nửa đêm thường nghe tiếng đập cửa. Họ giật mình thức giấc, đi ra mở thì không thấy ai. Còn nữa, khi đang nằm trên giường thì bị khiêng xuống, khiến họ phát khiếp nên chẳng dám trú ở đây. Có người nói việc này là do những vị tăng quá cố làm ra. Chùa cũng đã tổ chức đại lễ cầu siêu, nhưng các trò quấy phá này vẫn diễn ra như cũ. Chúng tôi liền đến đấy quan sát thì phát hiện, té ra Long Thần Hộ Pháp đang ở trong đó. Tôi hỏi, là các ông quấy phá bọn họ phải không? Thần đáp, phải, tôi rất giận. Đối tượng bị tôi phá toàn là những kẻ thọ cúng dường mà không lo tu. Chúng tôi rất tức và không muốn hộ pháp cho họ nữa. Không nói chi xa, ngài thử hỏi họ xem, hôm qua ngày 19 tháng 6 là lễ vía Bồ Tát Quan Âm. Vậy họ đã làm gì, tu ra sao? Toàn là tu qua loa, sống bắt nháo hồ đồ, không ra thể thống gì cả. Tôi bảo, tức giận có ích gì? Không lẽ các ông dọa cho tăng nhân hoảng sợ chạy hết, khiến chùa không còn ai là giải quyết được vấn đề hay sao? Từ nay đừng có phá như vậy nữa. Mặc dù thần hộ pháp chịu đáp ứng lời yêu cầu, trong chùa không còn xảy ra cảnh quấy phá, nhưng tâm tư tôi bỗng trở nên nặng nề, buồn bã. Hiện nay là thời mạt pháp, chúng ta là đệ tử Phật, không nên mong ngóng cầu thu tiền làm Phật sự, mà nên cầu cho mình trì giới tinh nghiêm, oai nghi chuẩn mực. Được vậy thì tự nhiên sẽ khiến trời người hoan hỷ, Long Thần vui vẻ hộ trì. Nếu không sẽ bị quỷ thần và Long Thần hộ pháp nhìn nửa mắt coi khinh. Bất kể thiện long hay ác long đều có tâm sân nhiều hay ít. Ngay tại cửa sông Tiền Đường, hàng năm thường có thủy triều dân cuốn đi sinh mạng nhiều người. Nhớ lại vào năm 1993 xảy ra sự cố, đám đông đi ngắm sóng bị thủy triều cuốn mất. Lúc đó Quả Lâm quan sát thấy thần thức những người vừa chết này đều ở tại Long Cung, bị trói nằm trên đất. Quả Lâm hỏi Long Vương vì sao bắt họ. Long Vương thịnh nộ đáp, cho bọn họ sống để tuyên truyền cổ suý chuyện ăn giết dân chúng thủy tộc của ta hay sao? Họ đã ăn vô số loài thủy tộc của ta rồi. Quả Lâm hỏi, nhưng vì sao Long Vương lại cho một người được sinh tồn và nổi sóng đưa họ vào bờ? Vì người này chỉ ưa tụ tập theo đám đông náo nhiệt, ngắm sóng vui chơi, chứ bản thân y hoàn toàn không tạo nghiệp sát. Trên địa cầu sở dĩ xảy ra các tai nạn sóng thần vân vân, thấy đều có liên quan đến việc phóng túng sát sinh, là do những người thọ nạn đã tạo nghiệp sát quá nặng. Ai sống ra sao, làm thế nào, liếc qua một cái là rõ ngay. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, Phật đã cảnh báo, nhắc cho chúng ta biết rằng ủng hộ thế gian là thiện long, còn chuyện thời tiết có ôn hòa phong điều võ thuận hay không lại tùy thuộc vào ác long. Chúng nắm quyền cai quản việc này. Thế nên hễ phát sinh gió bão, mưa đá, lốc xoáy, lục lội, thất thường, nguyên nhân chính là do tâm ý, hành vi nhân gian sống ác mà chiêu cảm nên. Nếu đã rõ điều này rồi, thì mỗi người chúng ta cần nghiêm trì giới luật, tinh tấn tu hành, để thiện long được tăng thêm thế lực, dễ dàng thuận tiện ủng hộ, bảo vệ thế gian. Chúng ta không nên tạo tội để cho ác long đắc thế. Vì hễ có được cơ hội thì chúng sẽ giáng tai họa tràn lan xuống nhân gian. Đây cũng giống như ở nhân gian, hễ du đảng, côn đồ, trộm cướp, ác nhân lộng hành, thì các đảng xã hội đen càng thêm đắc thế, bành trướng, được dịp tung hoành, làm mưa, làm gió, nhiễu hại nhân dân. Lễ Phật thế cho quốc vương. Đại chúng nguyện lễ Phật thay cho quốc vương, bởi nhờ có quốc chủ cai trị tốt
nên mọi người được an cư lạc nghiệp, đi lại tự do, sống an và hưởng được nhiều lợi ích. Do vậy, đại chúng phải biết ơn và báo ơn. Nếu người nào thường nhớ ơn và luôn báo ơn, có tâm như vậy sẽ nhập đạo rất mau. Hiện nay, chúng ta sinh vào đời mạt pháp nhờ có quốc chủ hành thiện, khiến dân noi gương theo. Nhờ có quốc chủ che chở, hỗ trợ, nên Phật pháp mới được hưng hiển. Mọi người nhờ đấy mà được hiểu đạo tu thiện, sinh tâm quy kính Tam Bảo. Nhờ có quốc chủ hỗ trợ cho phép, nên người xuất gia mới được sống an hành đạo, có thể đến đi tự do, không bị câu thúc. Nhờ quốc chủ không bắt người xuất gia tham dự việc đời, còn cho phép được tự do xiển dương đạo pháp, chỉ bày con đường tu ưu mỹ cho người. Do ta được thọ ân quốc chủ nhiều như vậy, nên phải hết lòng lễ Phật để báo ân. Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, gia hộ quốc chủ thân thể khang kiện, oai đức vang lừng, sự nghiệp bền, huệ mạng vô cùng, từ tâm vô tận, thường khắp lục đạo, vạn hạnh sớm viên, Phật đạo chóng thành. Giải thích: đây là lễ Phật thay cho vua nguyên thủ lãnh đạo quốc gia. Mặc dù sám văn thời cổ nói về vua, lời thoại có thể không phù hợp với tình huống xã hội bây giờ, nhưng tinh thần tri ân cảm ơn vẫn đồng nhất, không thay đổi chi. Thời xưa là vua nhiệt tâm hộ trì cúng dường Tam Bảo, xiển dương Phật pháp, đề xướng nhân dân hành thập thiện, hỗ trợ người xuất gia an tâm tu, tự do hoằng pháp, tự do đi lại, thì thời nay vẫn có chung một ý tán dương. Chính quyền có ân đức rất lớn đối với người tu chúng ta. Sám pháp này cũng ngầm nói rằng, nếu không có vị hiền quân như Lương Phủ Đế, thì không có Lương Hoàng Bảo Sám xuất hiện, và cũng không có đạo tràng lễ sám thù thắng cho chúng ta tham dự. Trong xã hội hiện nay, nếu không có lãnh đạo quốc gia anh minh, thì nước chẳng thể mạnh, dân chẳng thể giàu. Nếu chính quyền không ủng hộ, thì chúng ta vô phương giảng kinh thuyết pháp, vô phương xuất bản kinh Phật hay các sách nhân quả thiện lành. Chúng ta cũng không được phúc duyên nghe kinh thính pháp. Vì vậy mà ân đức của chính quyền rất lớn, rất quan trọng. Thế nên chúng ta phải biết nhớ ơn, lễ Phật, cầu cho vua, tổng thống, chủ tịch, v.v. Trong Tâm Kinh Địa Quán, Phật dạy, nếu quốc vương cai trị chân chính, đem lại lợi ích cho chúng sinh, thì trong nước sẽ không bị nạn khủng bố, xâm lăng, không bị phản loạn dấy khởi, không bị tật dịch, thiên tai, đói khát. Bậc Thánh Vương cai trị nhân gian, đối với dân luôn có lòng thương, lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích của dân. Nếu quốc vương giáo hóa dân chúng, thực hành thập thiện, hễ trong nước có được một người tu thiện, thì phúc đức ấy được phân ra 7 phần. Người tu thiện hưởng 5 phần, quốc vương hưởng 2 phần. Bởi vì sự hành thiện này có được là nhờ ân quốc vương giáo hóa. Cũng đồng như thế, nếu quốc vương giáo hóa, cổ vũ làm ác, thì người tạo tội hưởng 5 phần, quốc vương cũng hưởng 2. Trong kinh Phật luôn dặn dò chúng ta, phải kính những vị vua nhân từ đức hạnh như kính Phật, bởi vì những quốc vương này đời quá khứ đã từng có tu hành và tích rất nhiều phúc đức, nên mới chiêu cảm địa vị quốc vương như hôm nay. Phần chúng ta phải trung với nước, phụng hiến cho quốc gia, hết lòng với chức vụ địa vị mình, sống cần cù tận tụy, đồng thời không nên quên ân quốc vương. Trong lòng luôn nghĩ cho nhân dân và chính phủ, chỗ chỗ đều nỗ lực để kiến tạo hạnh phúc an vui cho đất nước, xã hội và nhân dân. Lễ Phật thế cha mẹ. Sám văn: trong thiên hạ, ân cha mẹ là nặng hơn hết. Thế nên Phật dạy, trong thiên hạ không có ân nào bằng ân cha mẹ. Giải thích: trong thời buổi hiện nay, mỗi gia đình chỉ được phép có 1-2 con. Song đến khi con trưởng thành, vì công tác mà phải lìa xa cha mẹ,
hoặc do phải ra nước ngoài kiếm tiền mà đành cách biệt song thân mấy trùng dương. Tôi cảm thấy hành vi này là không hiếu, trừ phi vì việc công quốc gia bắt buộc phải đi, còn không thì dù cha mẹ có cho phép bạn đi xa kiếm tiền, nhưng thực sự trong lòng cũng đang ráng nén đau chịu khổ, vì nghĩ đến hạnh phúc của con mà đành hy sinh. Bởi vậy, nếu con mưu cầu hạnh phúc thì phải bao gồm cả hạnh phúc cho cha mẹ và mình. Nếu để cha mẹ sống trong buồn khổ, thì cho dù con có hưởng được cuộc sống giàu sang phú quý, thì chẳng thể gọi là hạnh phúc. Người xưa có câu, phụ mẫu tại đường bất khả viễn du, nghĩa là còn cha mẹ ở nhà chẳng nên đi xa. Bởi đời người vô thường, chúng ta không biết lúc nào cha mẹ cần mình chăm sóc, càng chẳng biết lúc nào song thân ly trần. Nếu để cha mẹ sống cô đơn buồn khổ, thì e rằng đến lúc chúng ta có thể quay về phụng dưỡng, thì song thân đã không còn. Lúc đó, dù ta có khóc nghẹn ngào, khóc đến mù cả mắt, cũng không giảm thiểu được sự quở trách của lương tâm, và sẽ phải ân hận suốt đời. Hiếu thuận không phải là chỉ lo cung cấp vật chất tiền bạc, dĩ nhiên ta phải nghĩ đến những nhu cầu cha mẹ cần. Ăn cơm xong thì con dâng trà, thấy tiết trời tốt thì dìu cha mẹ ra ngoài đi dạo, thường chia sẻ những điều thấy biết của mình và thỉnh ý cha mẹ để cho song thân vui vì cảm thấy con đối với mình có sự tôn trọng. Ta thường dâng những món mà cha mẹ thích ăn, nhưng không nên sát hại sinh vật để cung phụng. Ta phải hướng dẫn cha mẹ đến giới Phật Pháp, quy y Tam Bảo, thực hành Pháp, tu giác ngộ, để song thân hưởng phúc lâu dài. Nên tận dụng cơ hội lo cho cha mẹ, và luôn nhớ rằng sẽ đến lúc mình không còn dịp để báo hiếu nữa. Trong Kinh Đại Thừa Bổn Sinh Tâm Địa Quán giảng rất rõ, nếu có nam nữ nào bội ân bất hiếu, khiến cho cha mẹ phát lời than oán, tức thì tùy theo đó mà con phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Người thế gian chỉ sợ thiên tai gió bão, nhưng họ không hề biết sức mạnh của oán niệm phát khởi từ cha mẹ còn mạnh và khủng khiếp hơn nhiều, đến nỗi tất cả chư Phật, Bồ Tát, chư Tiên cũng không thể cứu hộ. Trong đạo tràng này, nếu như có người bái sám nào ngay từ nhỏ đã mất cha mẹ, sớm bị mồ côi, mình lại chưa đắc thiên nhãn, chẳng biết thần thức cha mẹ hiện đang sinh vào đâu, thì chỉ cần dốc sức in kinh, phóng sinh, làm việc thiện siêu độ cầu cho cha mẹ. In kinh là giúp cha mẹ tăng trưởng trí huệ, phóng sinh là trợ tăng phúc tiêu nghiệp, bố thí hành thiện giúp thêm phúc báu. Việc làm này nếu viên mãn rồi, giả như mẹ cha còn ở trong tam ác đạo, thì liền có thể được siêu bạc thoát khổ, sinh vào thiện đạo. Tuy chúng ta chẳng tạo được công đức lớn cỡ như vua Lương, nhưng nếu quý vị làm như trên, thì song thân quyến thuộc cũng có thể sinh vào nhân gian, rồi tùy theo phúc điền nhiều ít mà được hưởng phúc trong cõi người. Ta phải vì cha mẹ rộng trồng phúc điền. Nếu cha mẹ đã sinh vào cõi thiện rồi, thì vẫn có thể giúp cha mẹ tăng thêm phúc báo, an vui trường thọ. Kinh Địa Tạng giảng, vì người quá cố làm phúc, công đức có 7 phần, thì người chết hưởng được 1. Phật nói, tất cả duy tâm tạo, phải biết người tự phát tâm tu, có công đức rất lớn. Người trồng phúc tu huệ, cha mẹ 7 đời đều được thọ ích. 7 đời nghĩa là kể từ cha mẹ đời này trở về trước, đếm tính đến 7 đời. Nếu trong số này có đời cha mẹ nào bị đọa trong cõi súc sinh thì sẽ được siêu độ. Còn nếu đã ở nhân gian hay lên trời thì cũng sẽ được tăng thêm phúc báu. Lễ Phật Thế Sư Trưởng. Vì Sư Trưởng có lòng đại từ dạy chúng ta cách tu để ra khỏi biển sinh tử, diệt trừ hết phiền não, đến bờ giải thoát an vui. Thế nên Phật dạy, thiện tri thức trong thiên hạ không ai hơn sư, đã tự độ lại độ người. Chúng ta ngày nay được xuất gia thọ đại giới,
hạnh phúc này là nhờ sư trưởng mà được. Vì vậy, phải nhớ ơn sư trưởng. Từ đây, do trong sám văn, Ngài Chí Công soạn rất rõ ràng dễ hiểu, nên tôi không cần giải thích nữa. Giờ xin trích một đoạn ghi trong bài Chí Công Thiền Sư Nhân Quả Văn. Võ Đế hỏi: Người thế gian chết rồi, cầu xin Tăng xuất gia siêu độ cho, nhưng chẳng biết có siêu độ được không? Chí Công đáp: Như Hoàng đế siêu độ nương nương Hy Thị cùng những người đã mất, nếu đủ nhân duyên, tất cần thỉnh chư Tăng Ni có giới hạnh thanh tịnh, lễ sám, tụng kinh, siêu độ cho. Nếu được vậy thì đừng nói là một vong, mà 10 hay 100 đều có thể siêu. Chuyện lập đàn tràng tổ chức lễ sám đương nhiên là tốt, nếu có được bậc tăng đạo giới hạnh thanh tịnh thực hiện, thì chỉ cần họ thắp hương nguyện cho một tiếng, thì nương thiện lực đó, người mất sẽ được siêu độ. Đối với người chết và quyến thuộc còn sống ở nhân gian cũng đều thọ ích. Chí Công lại nói tiếp: Hiện nay đa số người thế gian chẳng hiểu nhân quả, nên mới mê lầm thỉnh hạng người bề ngoài mang hình tướng xuất gia, nhưng lại ăn thịt uống rượu, đến gõ chuông giống trống rùm beng làm lễ siêu độ. Những thầy này hoàn toàn không chú trọng đến lễ sám, mà chỉ cố làm cho náo nhiệt ầm ĩ. Họ chẳng hề khuyên người ăn chay giữ giới, ngược lại còn xúi gia chủ sát sinh cúng tế. Bọn họ chỉ toàn ăn mặn, hút thuốc, uống rượu. Như thế chỉ có làm nhơ danh Phật Pháp. Không những bản thân chẳng thể siêu độ được ai, mà còn khiến người chết tăng thêm tội. Loại tăng như thế này, bản thân họ còn phải xuống địa ngục, thì làm sao có khả năng siêu độ cho người mất? Lời xưa nói: Muốn độ tha nhân, trước phải độ được mình. Nếu bản thân chẳng thể thoát ra khỏi biển khổ, thì mong gì cứu được ai? Đừng nói là số nhiều, chỉ một người thôi họ cũng chẳng độ nổi. Võ Đế lại hỏi: Đã là tu sĩ nhưng ở chốn Phật môn lại sát sinh, ăn thịt uống rượu, hủy bán chánh pháp, phản bội Phật gia, làm toàn điều ác tệ ngược ngạo, thì kết quả sẽ như thế nào? Chí Công đáp: Có thể giải thích như thế này. Ban sơ khi Phật thành đạo, có nhiều yêu ma tật đố tìm đến quấy phá Ngài, nhưng bị thất bại, nên chúng ôm hận đã phát thệ: Vào thời mạt Pháp sẽ trà trộn vào Phật môn để mê hoặc dụ dỗ người. Khi đó bọn chúng sẽ tung ra tà thuyết, không cần giữ giới, chỉ cần tâm tốt là đủ thoát ly tam giới. Những loại ma giả đồ đệ Phật này sẽ mặc tình giết hại vật, hầm, nấu, hưởng dụng, thường cùng tục nhân ăn thịt uống rượu, thụ hưởng khoái lạc. Thậm chí chúng thường làm ô uế chốn già lam thanh tịnh, nhưng miệng luôn xưng mình là đệ tử Phật. Tôi gọi những hạng này là kẻ tục trọc đầu, cũng có thể gọi họ là quyến thuộc của ma, vì họ toàn làm bại hoại Phật môn, sau khi chết rồi sẽ đọa địa ngục A Tỳ, thọ khổ không kể xiết. Lương Võ Đế lại hỏi: Có những người tuy xuất gia từ nhỏ nhưng chẳng ưa tu, ngược lại còn khởi tâm tà ác, lén trộm tiền tài nơi Phật môn để hoàn tục, cưới vợ tiêu xài, tương lai họ sẽ như thế nào? Ngài Chí Công đáp: Hạng này làm thế là vì thiện căn mỏng bạc, tội nghiệp sâu dày, do chẳng tin xuất gia là giải thoát, chẳng biết sám hối là pháp an lạc. Những người này vốn từ cõi súc sinh tới, mới chuyển sinh làm người nơi nhân gian. Tôi không thể ghi hết trọn bài Nhân Quả Văn của Ngài Chí Công vào đây. Nếu độc giả muốn xem, xin hãy tự thỉnh đọc và nghiên cứu cho kỹ. Mong rằng những tu sĩ có giới hạnh không thanh tịnh hãy mau tỉnh ngộ hồi đầu. Chỉ cần quý vị thành tâm sám hối, ắt sẽ thoát lưới ma, biến đạo tràng tà thành thanh tịnh. Nếu biết sám hối tất cả những tội mình đã làm, thệ cải tà quy chính, ắt có thể miễn trừ vô lượng tội khổ trong tương lai. Cũng xin kể về bác sĩ Hoàng và chính trong bài Thân Phụ Cầu Siêu Độ, nơi quyển Báo Ứng Hiện Đời, tập 1-2.
Từ sau khi bệnh lành rồi thì ông phát tâm trì giới ăn chay, phu thê đồng tu tại gia và đắc được thiên nhãn thiên nhĩ thông. Năm đó vào tiết thanh minh, họ về quê tảo mộ cha mẹ. Còn chưa đi tới phần mộ thì bỗng thấy có rất nhiều vong hồn hương thân quyến thuộc từ trong mộ bay ra, quỳ trước hai vợ chồng họ dập đầu lễ bái, lớn tiếng van cầu xin Bồ Tát cứu độ. Thế là sau khi họ lễ bái trước mộ cha mẹ xong thì cùng ngồi xếp bằng trên đất, đồng tụng 21 biến chú Đại Bi để siêu độ cho cha mẹ và hương thân. Nhưng tụng mới tới biến thứ ba thì đã thấy có nhiều người lễ tạ chào họ để đi đầu thai. Tụng xong biến thứ bảy thì những vong nhân hiện hữu thể đều lễ tạ đi đầu thai hết. Vợ chồng bác sĩ Hoàng từ lúc gặp tôi và Quả Lâm thì ngay hôm sau đã bắt đầu bỏ mặn ăn chay, dứt ác tu thiện. Họ là người tu hành lợi căn. Qua chuyện của họ đủ thấy Ngài Chí Công giảng, ai tu hành thanh tịnh, ắt có thể siêu độ vong nhân. Lời này hoàn toàn là thật, không dối. Lễ Phật thế chúng sinh cõi địa ngục. Vì các chúng sinh trong địa ngục quy y lễ Phật, khiến họ thoát khổ nạn, khai mở trí huệ Phật. Kinh Lăng Nghiêm dạy, cảnh giới địa ngục là do chúng sinh tạo nghiệp tự chiêu cảm. Nếu không tạo nghiệp, thì dù địa ngục tuy có, nhưng chẳng ai có thể khiến họ vào đó được. Tất cả đều do vọng tưởng sinh ra, vì mê muội tạo nghiệp mà có địa ngục, chứ chẳng phải nguyên lai sẵn có. Đều do chúng sinh có đủ loại phiền não, tham, sân, si, vô minh mà sa vào địa ngục, vì chẳng tin báo ứng nhân quả, nên tạo đủ ác nghiệp mới thọ quả báo. Muốn giúp họ thoát địa ngục, thì điều quan trọng cần thiết đầu tiên chính là giúp chúng sinh hiểu rõ nguyên nhân khiến họ bị đọa địa ngục. Chỉ có hiểu rõ nhân quả, họ mới sinh lòng hối hận, và chỉ có chân thành phát tâm sám hối mới có thể lìa khổ được vui. Phật tại cung trời Đao Lợi giảng kinh Địa Tạng, đây là bộ kinh giúp người hiểu rõ nhân quả, nương theo sức đại nguyện. Địa ngục chưa trống, thề chẳng thành Phật của Bồ Tát Địa Tạng gia trì mà có thể giúp chúng sinh lìa khổ địa ngục. Bởi chúng sinh đọa địa ngục không có phúc duyên được đọc bộ kinh này, vì vậy mà chúng ta phải thường tụng cho họ được nghe. Như trước đây tôi đã kể qua, người trì giới thanh tịnh khi tụng chú Đại Bi có thể khiến chúng sinh địa ngục ngay đó được miễn hình tội và có thể an ổn quỳ nghe tụng chú Đại Bi. Nghe chú rồi thì được giảm khinh hình phạt. Khi người trì giới thanh tịnh tụng kinh Địa Tạng, nếu phát nguyện vì chúng sinh mà tụng, ác tâm và tiếng có thể thấu đến địa ngục, và chúng sinh địa ngục nhờ quỳ nghe kinh Địa Tạng mà được đình chỉ thọ hình. Vì sao ư? Vì người nghiêm trì giới luật thì không làm các điều ác, vẫn làm các điều lành, nên họ là đệ tử chân chính của Phật. Do đó, khi họ tụng kinh là thay Phật giảng kinh Hoằng Pháp, nhưng do chúng ta mang nhục nhãn nên không thể nhìn thấu suốt để có thể thấy được rằng, ngay khi ấy, tất cả chúng sinh, bao gồm quỷ thần, đều tụ hội, đồng quỳ xuống chắp tay cung kính lắng nghe lời Phật dạy. Hễ người tụng kinh tâm càng thanh tịnh, thì pháp âm họ tụng càng vang xa, giống như micro công suất lớn có thể vang rất xa, rất sâu, rất rộng. Tương tự như câu chuyện tôi kể về Thọ Thần Phổ Đà Sơn, ông nói, khi Ngài tuyên hóa giảng kinh, chúng sinh tận hư không khắp pháp giới đều có thể nghe được. Như vậy có thể thấy, người tu hành thanh tịnh không những thành tựu được cho bản thân mà còn có thể rộng độ chúng sinh. Rất nhiều chúng sinh trong địa ngục và loài quỷ thần nhờ nghe kinh mà có thể minh lý, biết lỗi, hối hận ăn năn những tội mình đã tạo lúc làm người. Nhờ một niệm phát tâm sám hối, chân thành này mà họ được thoát khỏi ác đạo, trực tiếp sinh vào cõi người. Giống như đế vương đại xá cho thiên hạ, họ lập tức được tự do. Đó là ý nghĩa của câu, lễ Phật một lạy,
tội diệt hà sa, tụng một bộ kinh độ chúng vô lượng. Người nếu chẳng giữ giới sẽ bị hắc khí bao phủ, còn người giữ giới thì thân sẽ phóng ra lớp kim quang mỏng, chưa kể lúc bái Phật còn được Phật quang chiếu đến, che chở gia hộ, nên sẽ chiêu cảm vô số cô hồn giả quỷ theo bái lại cùng và đồng cảm nhận luồng Phật quang gia hộ. Vì vậy mà sau khi họ bái Phật xong sẽ nương Phật lực được sinh vào thiện đạo. Hễ họ đến nghe kinh thính pháp, bái sám Phật đều sẽ được đầu sinh làm người. Sau khi trưởng đại rồi thì đều có duyên lành được gặp Phật pháp, tiếp tục học Phật tu hành. Kinh Địa Tạng tả rất kỹ về công đức hành trì tụng kinh này, xin quý vị tìm xem sẽ rõ. Tụng kinh Địa Tạng có thể nhanh chóng siêu thánh địa, ác nghiệp tiêu trừ, chư Phật che chở. Đây là lời Phật tại cõi trời Đao Lợi dạy cho chúng sinh lục đạo. Hơn nữa, tụng kinh Địa Tạng còn có thể túc mệnh giai thông, khai mở trí huệ. Tôi đề nghị, hễ là đệ tử Phật, bất kể tu pháp môn nào, tông nào, phái nào, xin đừng quên mỗi ngày nhín chút thời gian tụng một bộ kinh Địa Tạng gồm ba quyển Thượng, Trung, Hạ cho chúng sinh. Nếu bận rộn thì có thể tụng mỗi ngày một quyển, và hôm sau kể từ khai kinh kệ là bắt đầu tụng tiếp theo được rồi. Chỉ cần bạn kiên tâm bền chí hành trì, chắc chắn sẽ thu hoạch đại lợi ích. Cô gái sám hối. Suốt 3 ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 10 năm 2007 là thời gian tôi gặp gỡ giao lưu cùng chư độc giả hâm mộ sách Báo Ứng Hiện Đời tại Dưỡng Sinh Đường Thẩm Quyến. Trong số họ có một bà mẹ ở Khương Cảng, chưa đến 50 tuổi. Bà hướng về tôi khóc kể là con gái mình đột nhiên bị bệnh tụt huyết áp, không thể đi lại, hết nói năng. Chữa trị hơn 2 năm rồi mà không có kết quả. Bà cầu xin tôi hãy giúp cho đứa con gái thiện lương, tốt tính, hiền ngoan của bà. Còn khoe là mẹ con bà đã thọ qua Bồ Tát giới, nhưng chẳng hiểu vì sao, hằng ngày dù bà có tụng kinh Địa Tạng cầu Phật che chở cho, nhưng không thấy ứng nghiệm. Tôi bảo, ái nữ bà không có tốt như lời bà ca ngợi đâu. Vì tuy cô ta đã thọ giới, nhưng lại không giữ giới, chẳng chịu bỏ mặn ăn chay, cũng chẳng dứt ác hành thiện. Đã vậy cô ta còn ưa ăn mặc hở hang, khoe thân quá mức. Lúc đến chùa cũng không biết giữ thanh quy, hành xử quá bất kính với Tam Bảo. Nếu như cô ấy biết sám hối sửa lỗi, thì mỗi ngày nên tụng một bộ kinh Địa Tạng, chịu kiên trì tu sửa, ắt sẽ có biến chuyển tốt. Nhưng lưu ý, sau này hồi phục rồi, tuyệt đối không được phạm giới, nếu không chắc chắn sẽ bị đọa địa ngục. Bà mẹ liền giải thích, con mình hiện thời do mang bệnh nên phát ngôn rất khó khăn, đã không thể nói ra tiếng thì làm sao mà tụng kinh cho được. Tôi bảo, bà thừa biết là con bà bây giờ chỉ có thể phát âm như tiếng mũi kêu vo ve, nhưng mỗi ngày vẫn có thể ráng đọc vài từ. Xin hãy chuyển lời tôi cho con gái bà nghe, rồi tùy cô ấy quyết định. Vào ngày giao lưu cuối cùng, bà mẹ tìm tới, vui mừng khoe với mọi người. Con gái tôi không những chịu sám hối tội nghiệp, mà còn tụng một hơi đến xong bộ kinh Địa Tạng. Nó xúc động khóc ròng và viết thư sám hối nhờ tôi mang tới đây. Thầy nó đọc ra giùm để tỏ lòng chân thành sám hối và niềm tri ân xúc động tột cùng. Bút giả xin ghi nguyên văn như sau. Dương cư sĩ kính mến, từ lúc xem qua sách Báo Ứng Hiện Đời rồi, mẹ và con luôn ước ao mong có một ngày được gặp Hòa Thượng Diệu Pháp. Hai hôm trước, cuối cùng mẹ con cũng thỏa nguyện vì đã may mắn được gặp Dương cư sĩ, nghe Ngài khai thị, vạn lần tri ân. Hôm nay con xin mẹ làm giúp cho con một việc là thay con đọc lời sám hối phát lộ trong thư ra. Hai năm trước, con mắc một trận bệnh nặng, thực chẳng cam lòng tiếp nhận bệnh đó. Nhưng đến giây phút này đây, con đã phản tỉnh và nhận ra mình đã phạm rất nhiều lỗi. Từ bé, ai cũng cho là con rất ngoan, tính nết đầm thắm, trầm tĩnh. Bề ngoài thế là vậy,
nhưng trong lòng con quả thật chất chứa đầy tham, sân si, bụng dạ hẹp hòi, thù dai, nhớ dai, đối với cha mẹ, thầy cô, con rất bất hiếu, bất kính. Con lớn lên một chút thì có tính cống cao ngã mạn, hám danh tham lợi sâu nặng. Ưa quyến rũ nhãn quan người khác phái, nên thích trang điểm, ăn mặc hở hang. Tuy đã có bạn trai rồi, nhưng vẫn còn đùa bỡn lả lơi với các nam nhân khác. Thậm chí còn dối lừa một bạn trai vô cùng thương yêu con, hòng lợi dụng hưởng thụ vật chất của anh. Con ý mình đẹp nên rất thích đùa tình, ưa làm khổ người, lấy đó làm chiến công, thầm tự hào và hãnh diện về sức thu hút của mình. Giờ con đã biết lỗi rồi. Có lần con đi tham quan một ngôi chùa ở Đài Loan, con dẫn bạn trai theo. Ở tại chốn già lam thanh tịnh, lại cùng bạn trai bá cổ choàng vai thân mật, tay nắm chân khều, không hề nghĩ làm vậy là bất kính đối với Phật, Bồ Tát. Con biết lỗi rồi. Thậm chí đối với người xuất gia, có lúc con vẫn ngầm muốn quyến rũ ánh nhìn của họ. Bây giờ nghĩ lại, con cảm thấy mình thật giống ma nữ. Con quá có tội. Ngày đây, con thành tâm hướng chư Phật Bồ Tát sám hối, để tự nguyện từ nay sửa lỗi đổi mới, xin tu chỉnh bản thân nghiêm nhặt. Ngoài ra, con tùy tiện thọ giới Bồ Tát nhưng lại xem thường không gìn giữ, thành ra phạm giới. Con vừa đi học vừa đi làm, cốt để lấy danh. Con vào nhà hàng gần trường xin làm, nhận bán đồ mặn để kiếm thêm thu nhập lương cao ngoài giờ. Nhưng đây chẳng phải là chánh nghiệp mà là tà nghiệp, hoàn toàn trái ngược với tinh thần Bồ Tát giới. Hơn nữa, sau khi con phát bệnh rồi, lại đi tẩm bổ thân thể bằng cách phá giới, ăn thật nhiều thịt chúng sinh. Con cũng xin sám hối tội ngày nhỏ đã bắt rất nhiều nòng nọc cho gà ăn, và bản thân thì ăn vô số chén ốc đồng, hễ ra biển thì bắt tôm, cua, ốc, vân vân. Sau khi thọ Bồ Tát giới rồi, vẫn tiếp tục hại loài vật mất mạng. Giờ con xin trình báo với Dương giáo sư, sau khi được Ngài từ bi khai thị, và bảo mẹ con chuyển lời Ngài khuyên dạy đến con, thì con đã quyết tâm cải hối và vô cùng kinh ngạc vui mừng khi thấy suốt ngày hôm nay mình đã có thể tụng bộ kinh Địa Tạng ra tiếng. Con thật cảm ơn chư Phật Bồ Tát, nguyện sẽ tiếp tục tụng, thực hành đúng theo những gì Ngài đã từ bi chỉ dạy. Tất cả tội lỗi đệ tử xin chân thành phát lộ sám hối tại đây. Cũng xin hướng về những chúng sinh bị con giết từ vô thủy đến nay, thành tâm sám hối. Kể từ hôm nay trở đi, con nguyện đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Hy vọng mọi người hãy lấy con làm gương, răn dè tỉnh giác. Xin Ngài và mọi người tiếp nhận lời sám hối của con. Ngày 8 tháng 10 năm 2007, đệ tử Quả Chính là tên tôi đặt cho. Lễ Phật thế chúng sinh ngạ quỷ, giúp họ tiêu trừ tội chướng, thoát ly khổ nạn, thân tâm an vui no đủ, chẳng còn đói khát, khai huệ mở tâm. Lễ Phật thế chúng sinh cõi súc, giúp họ tiêu trừ tội chướng, thoát ly khổ ác thú. Trong tam giới, bất luận là chúng sinh cõi nào, dù hưởng phúc hay thọ khổ, đều có lúc cáo chung, nên mới có câu khổ tận cam lai. Trong Kinh Kim Cang Phật giảng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, nên thường quán như thế. Muốn chúng sinh ly khổ đắc lạc, nên vì chúng sinh lễ Phật tụng kinh, nghiêm trì giới luật, đây là căn bản. Nếu chẳng trai giới, phúc từ đâu đến? Trong Đại Thừa Giới Kinh nói, miệng ăn uống rượu thịt, ngũ tân, xú uế bất tịnh, thì chẳng dám lên Phật điện bảo tháp, huống nữa là lễ Phật tụng kinh. Đối với người mới học Phật, không thể lập tức đoạn rượu thịt ngũ tân, nên Phật tạm phương tiện, đầu tiên là cho phép dùng loại thịt: một, không do mình giết; hai, không thấy, không nghe thảm trạng giết, tức không nghe tiếng vật quẩy đạp rên la vì bị giết; ba, không phải vì mình mà họ giết;
Đây gọi là tam tịnh, tức tây tịnh, nhĩ tịnh, nhãn tịnh, gọi là tam tịnh nhục. Tùy theo tâm tinh tấn tu mà đoạn trừ hẳn ăn mặn, nếu không thì chỉ xem như là gieo duyên cùng Phật mà thôi, tuyệt không có công đức gì đáng nói. Nếu trước lúc tụng kinh mà còn uống rượu, ăn ngũ tân, gồm hành, hẹ, tỏi, vân vân, tức là đối với Phật cùng hộ pháp và lam bất kính. Chỉ có các bậc tăng ni cư sĩ, nghiêm trì trai giới mới được xem là người tu hành thanh tịnh, mới có thể vì lục đạo chúng sinh lễ Phật tụng kinh sám hối, khiến cho họ thực sự được lợi ích. Là người xuất gia mà không giữ giới, lại uống rượu ăn thịt, thì đây là những kẻ ở tại Phật môn làm ô uế thánh địa, khiến Thiên Long hộ pháp phẫn nộ, đợi khi phúc báu của họ hết, sẽ lập tức đọa địa ngục A Tỳ, mãi mãi không có ngày thoát ra. Lễ Phật thế người công quả ở chùa. Vì nếu không có họ, pháp hội không thể thành công viên mãn. Phát nguyện hồi hướng. Trong kinh Địa Tạng Phật giảng giải có đủ loại công đức và nhấn mạnh tầm quan trọng của hồi hướng. Nếu có thể đem thiện sự hồi hướng cho pháp giới thì công đức người này trăm ngàn đời thọ an vui vi diệu. Nếu chỉ hồi hướng cho gia đình quyến thuộc và lợi ích của bản thân thì chỉ có hưởng ba đời. Theo lời Phật khai thị, chúng ta có thể nhận ra người tu cần có tâm quảng đại, làm việc thiện không nên tham lam cho mình mà hồi hướng cho pháp giới thì phúc kia không gì có thể sánh kể. Nếu bạn bố thí hành thiện rồi hồi hướng cho phúc báo nhân thiên, mặc dù thực tế bạn có quyền chuyển khoản hết về kho phúc báo nhân thiên, nhưng xét theo cứu cánh thì việc này dễ gây ra nhân duyên chướng đạo. Bởi từ xưa đã có câu phú quý khó tu. Được phú quý mà không có trí tuệ soi đường dẫn lối thì rất dễ tạo ác, cuối cùng lại bị đọa vào ác đạo, biến thành tam thế oán, như trong Tạp Thí Dụ Kinh đã kể ra câu chuyện như thế này. Có một trưởng giả ham phú quý nên dốc sức cúng dường chúng tăng. Gặp một vị La Hán, không những chẳng khen ngợi chi mà còn bảo ông là có tội. Bởi vì trồng phúc thì sẽ được hưởng phúc báo khoái lạc nhân thiên, chính ngay lúc hưởng thụ sẽ phát sinh tâm kiêu ngạo tự cao, bất kính Phật Pháp Tăng, khởi niệm tham lam phóng dật, do vậy mà sau này sẽ bị đọa ác đạo. Vì vậy, chỉ có phát tâm Bồ Đề, quyết chí cầu giải thoát sinh tử, hồi hướng cho thành tựu vô thượng Phật Đạo mới là chánh lộ. Vì sao lễ sám không linh? Hiện nay, trong nước lẫn ngoài nước, có rất nhiều người thắc mắc, hỏi tôi. Họ bái Lương Hoàng Bảo Sám rồi, song bệnh vẫn như xưa, phiền não còn y nguyên, vì sao lại như vậy? Tôi đáp, có hai tình huống. Một, do họ không trì giới, chưa bỏ mặn ăn chay. Đây gọi là ngay nền tảng tu hành đã không tốt. Hai, tâm không tu đàng hoàng, từ đầu đến cuối chỉ vì lợi ích nhất thời mà tạm đến ôm chân Phật, chứ không thật lòng sám hối. Tôi bảo bọn họ hãy tự kiểm, suy xét cho kỹ xem. Đa số thường đáp là có. Thực ra Lương Hoàng Bảo Sám luôn khuyên chúng ta nên hành đúng theo lời Phật dạy, biết lỗi hồi đầu, buông hết ân oán, quay về nhà mình. Nhưng mà nhiều người trước và sau khi sám hối, tâm hoàn toàn không có chút tỉnh ngộ hay bất kỳ cải sửa nào, vẫn cứ như xưa, tật đâu còn đó, chỉ thấy lỗi người, ai cũng sai, cũng không đúng, còn riêng mình thì rất tốt. Làm vậy chẳng khác chi đã xem bản đồ kỹ càng nhưng không chịu cất bước hoặc đi sai lạc, nên chẳng thể tìm ra lối về nhà. Như vậy có đáng tiếc không? Thật giống như kẻ ngồi trong ngân hàng đếm tiền nhưng toàn là tiền của người ta.
hành trì lương hoàng sám là phải đại xả bỏ vô minh. Bất kể là ai, bất kể có bao nhiêu người, cứ y theo pháp sám này mà cải hối, sửa đổi, ắt sẽ tìm được đường về nhà, xa lìa sợ hãi âu lo, chắc chắn được an lạc. Do các vị mới phát tâm học Phật định lực ít, lúc rảnh cần tranh thủ xem kinh sách, giúp tăng trưởng trí huệ. Nếu cần bàn luận gì thì nên thân cận với những Phật tử có chánh kiến, nói nín chi cũng phải theo đúng như pháp Phật dạy. Thốt lời Phật, hành hành Phật, tin sâu nhân quả. Được vậy mới giúp cho đạo tâm mình tăng kiên cố. Nếu thường cùng ngoại giáo hay những người chẳng tin Phật bàn chuyện phiếm, nói nhảm, phê bình chỗ hay dở, bới móc lỗi người, thích nói lời tục, sổ toàn ô ngôn xú ngữ, thì phải hiểu sơ phát tâm giống như lửa, mà lời xú uế tựa như nước. Và ta đã tạo cảnh lửa yếu nước mạnh, ắt lửa phải tắt. Vì vậy, quý vị phải tránh xa ác tri thức, hằng thân cận thiện tri thức, phải thường cảnh tỉnh mình luôn. Ác tri thức bao gồm cả những văn hóa đồi trụy, những sách, truyện, băng đĩa, phim ảnh tuyên truyền, giết chóc, bạo lực, tình dục dâm uế trên net và chung quanh mình. Nghĩa là tất cả người và vật nào thuộc dạng này, quý vị phải tuyệt đối tránh xa. Nếu quý vị tu được, mắt thấy sắc tướng lòng không vướng, tai nghe mọi sự tâm chẳng vương, thì mới không cần xa lánh. Một người nếu chân thành đoạn ác tu thiện, thì dù có tụng kinh, trì chú, tham thiền, niệm Phật chi, cũng sẽ chiêu công đức. Nếu có thể hồi hướng cho tất cả chúng sinh, thì diệu lạc ấy vô cùng. Còn nếu chỉ hồi hướng cho quyến thuộc và bản thân mình, thì quả diệu lạc này chỉ hưởng ba đời, bởi xả một thì thu được vạn báo. Công đức chiêu phúc lớn hay nhỏ là tùy vào cách chúng ta lựa chọn hồi hướng như thế nào mà thôi. Lục căn của phàm phu quen truy cầu lục trần, nhưng người tu thì phải luôn hành ngược lại thế nhân, thường phát nguyện giữ lục căn thanh tịnh, dần dần tâm đạt thanh tịnh bất nhiễm, đi vào đường giải thoát. Phát nguyện về khẩu nghiệp: nguyện từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, miệng không hủy báng tam bảo, không hủy báng người hoằng đạo, không nói việc xấu ác của người. Nguyện không bao giờ nói làm lành chẳng được quả tốt, làm ác không bị quả khổ. Không hề nói chết là hết, không có chuyển sinh luân hồi chi. Nguyện không nói vô ích, không nói lời gây tổn hại người, không tuyên truyền kinh sách tà hay ngoại đạo, không dạy người làm thập ác, không xúi người phạm tội ngũ nghịch, không tán dương làm ác, không ai vua hùa theo thói tục, không dạy người tin thờ thầy tà, quỷ thần, đồng bóng. Miệng không bình xấu tốt, không giận hờn mắng nhiếc cha mẹ, sư trưởng, thiện trí thức, không ngăn cấm người làm phước. Nguyện miệng con thường tán thán tam bảo, nêu cao công đức truyền giáo, luôn giảng quả báo thiện ác lành dữ cho người, thường nói lời giác ngộ, lời thiện lành, giúp chúng sinh được lợi, thường thuyết kinh Phật, xác nhận hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, có thể tu thành. Nguyện miệng thường dạy người hiếu dưỡng cha mẹ, quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới, hành thập thiện, tu thanh tịnh. Miệng luôn khuyên người phải gấp làm việc thiện như cứu lửa cháy đầu. Giải thích: chúng ta sống đến hôm nay chỉ một lỗi phóng túng khẩu nghiệp, không cẩn ngôn, không thận trọng giữ gìn, mà tạo ra nghiệp ác bất tận. Nếu chẳng sám hối thì địa ngục bạc thiệt ắt sẽ có phần. Sau khi sám hối rồi thì lúc bàn luận có nói gì cũng phải thận trọng cẩn ngôn. Tu khẩu đức chính là gìn giữ miệng thật tốt. Điều này đối với người tu rất quan trọng. Phải nhớ, khi không bàn chuyện thì im lặng, tĩnh tâm tu,
thầm niệm Phật hoặc trì chú để giữ chánh niệm tùy theo pháp môn tu của mình. Lúc nào cũng nhớ lời Phật dạy, tâm thường an trụ nơi đạo, vượt thoát tam giới. Riêng hàng cư sĩ tại gia, xin quý vị đừng để chuyện mưu sinh, kiếm sống làm ảnh hưởng đến việc tu. Phải biết quỷ thần thiên địa luôn ngầm trợ giúp những ai chịu tu trì. Vì vậy, công việc sự nghiệp của bạn sẽ phát thuận lợi nếu bạn tu chân chính đúng pháp, tâm chẳng đắm tham kim ngân, bảo ngọc, thấy tuấn nam mỹ nữ, lòng không đắm nhiễm vấn vương, luôn thanh tịnh vô nhiễm, hằng nghiêm trì giới luật. Lúc Phật Thích Ca mới thành đạo mà vương phái ma nữ đến phá, nhưng bị thất bại nên xấu hổ biến thành phẫn nộ. Ma vương ở trước Phật phát lời thệ rằng: hiện giờ Phật pháp đang lên nên ta không thể cản ngăn, đành cam chịu các đệ tử của ta đều bị hóa độ thành đệ tử Phật. Nhưng đến đời mạt pháp trong tương lai, ta sẽ sai các đệ tử, ma con, ma cháu của ta cho chúng trà trộn vào đám đệ tử Phật, mặc y phục Phật giáo, hồng phá hoại đạo Phật, biến giáo thuyết ngươi thành điên đảo, dễ dẫn dụ đệ tử ngươi vào ma đạo. Đến lúc đó, thử xem ngươi làm thế nào. Phật nghe xong lời này, đôi mắt rưng lệ vì thương xót. Phật tuy có thần thông cao tột, nhưng cũng vô phương ngăn cảnh tối tâm khi bóng ngã về Tây, lúc Thái Dương chìm lặng. Vì ngay lúc này, những loài sợ ánh sáng sẽ thừa cơ xuất hiện làm hại chúng sinh. Đệ tử ma vương có tham, sân, si sâu nặng, thích làm chuyện xấu ác tối tâm. Một khi chúng trà trộn vào Phật môn, sẽ phá hoại giới luật Phật ngay từ trong nội bộ. Chúng đem tà thuyết ô trược trộn vào giáo lý Phật. Như vậy thì mức độ nguy hại có thể tưởng tượng được. Lúc Phật giảng Kinh Lăng Nghiêm đã thông báo rằng khi thời mạt pháp tới thì Phật sẽ phái chúng đệ tử là các hàng Bồ Tát, chư vị La Hán của Ngài cùng ứng thân giáng nhập vào thời mạt pháp. Ứng thân tức là dùng thân do cha mẹ sinh ra. Các ngài sẽ đầu sinh vào các gia đình giai cấp không đồng nhau. Sau khi những đứa bé này lớn lên có thể làm sa môn hay giữ nguyên hình thức thế tục, có thể là vua một nước hay lãnh đạo cao cấp của một vùng, họ có thể là thủ tướng, đại quan hay đồng nam đồng nữ. Những bé trai bé gái này sau khi trưởng đại sẽ kết hôn hoặc không kết hôn, thậm chí có vị còn làm xã hội đen, du côn, dâm nữ hay quả phụ. Có vị còn thị hiện là bà vợ hay ông chồng xấu nết, phạm lỗi thông gian hoặc mang thân phận ô nam uế nữ để có thể hóa độ tất cả hạng ti tiện, hèn kém trong xã hội. Thực sự trong khắp các hạng người đều có Bồ Tát, A-la-hán đầu sinh, ứng thân hóa độ. Tại sao chư Bồ Tát, A-la-hán không ngồi trên tòa sen uy nghi hiển hách, giáng hạ xuống phàm trần để độ người? Bởi nếu làm như vậy thì những hạng phàm phu sẽ sinh tâm kính sợ và hoàn toàn không tin là bản thân họ có thể tu xuất tam giới thẳng đến thành Phật. Hiện giờ đang bước vào giai đoạn đầu của thời kỳ mạt pháp, Kinh Đại Bi chia pháp vận ra ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 1000 năm. Chư Phật, Bồ Tát, A-la-hán đầu nhập nhân gian là vì chúng sinh mê muội mà dẫn đường chỉ lối, đồng thời thị hiện sự tu hành đạo tâm kiên định. Ngài tuyên hóa giảng: khi nghe ai có chút trí tuệ thần thông, bạn đừng vội nói họ là ma. Muốn biết có phải là ma không thì bạn hãy nhìn, hãy quan sát xem họ có còn tham tài, tham sắc, tham danh lợi hay không, và nhớ lấy đây làm tiêu chuẩn để phân biệt. Phàm những ai ham tiền, xin tiền
vòi tiền đều là giả. Đã minh bạch lý này rồi thì sẽ không bị lừa. Hễ còn kinh Lăng Nghiêm hiện diện thì chánh pháp không bị diệt, và lời răn dạy trong Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối chính là bài thi trắc nghiệm đo lường mức độ tu chứng. Xin các pháp lữ mỗi người hãy tự nỗ lực tự khảo thí. Trong Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh có giảng một số hiện tượng mà thời nay đã thấy xuất hiện trong đạo lẫn ngoài đời. Toàn thế giới dường như đều phóng túng, thích quảng bá dâm dục, sắc tình. Loài vật bị giết dã man tràn lan để ăn. Khắp nơi xảy ra dối lừa, bịp bợm, trộm cướp, hạ độc, giết người, vân vân. Vì lợi riêng mà người ta không từ thủ đoạn tồi tệ nào. Thập ác tăng đến đỉnh điểm, người ta dở đủ mánh khóe để tạo ác. Thậm chí nói năng, hành xử toàn là thô tục, giả trá. Luôn tận dụng cơ hội để gạt tiền, kiếm tiền. Cái ác mỗi lúc một tăng không ngừng nghỉ. Lúc Phật Thích Ca giảng Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Diệt Tận, Ngài đã tiên đoán và mô tả các sự kiện này sẽ xảy ra vào thời mạt Pháp. Vì vậy, Ngài mới phái chư Bồ Tát, A-La-Hán trở lại nhân gian, dùng đủ thân phận để hóa độ đủ hạng người. Tổng kết, hễ ai chịu cực khổ lễ Lương Hoàng Bảo Sám và học Kinh Lăng Nghiêm, nhất định là thời quá khứ đã cùng Phật có duyên sâu nặng. Trong số này cũng có người là tạm ghé bến tam giới, ứng thân trở lại nhân gian để độ người, là Bồ Tát A-La-Hán tái lai. Chư vị này tuy cũng tu xuất tam giới, vừa tu vừa độ sinh, song cũng phải dùng bản thân mình tùy duyên bồi đền túc trái nợ cũ. Tất nhiên họ vẫn phải trải qua khảo thí, còn gọi là thử thách. Chúng ta hiện tại rất cần hoàn thành quá trình làm tiêu nghiệp cũ và lo thanh toán trả cho xong các món nợ quá khứ, mà chủ nợ chính là quyến thuộc bên cạnh chúng ta, là tất cả những thiện duyên, ác duyên mà ta tiếp xúc. Nếu sống trong nhân gian, ta có thể làm người đi ngược lại dòng đời, thì sẽ giải quyết dứt điểm những nợ nghiệp xa xưa từ vô thỉ. Hễ hoàn thành thử thách, vượt qua ải thi cuối cùng, thì xem như là thi đậu tốt nghiệp. Lạy xong bộ Lương Hoàng Bảo Sám này, tất nhiên rất gian khổ, thậm chí là khó thể kham thọ, huống nữa là lễ ba bộ hay nhiều hơn nữa. Chúng ta giống như người vì mê lầm lỡ nuốt độc dược, phải lo tẩy độc gấp bằng cách nôn ói hết ra. Nhưng bạn vĩnh viễn không thể nhờ bụng ai nôn ra giúp cho mình, bởi cái chuyện nhờ người làm thay, tu thay hoàn toàn không có cửa. Chúng ta đều biết, muốn được kết quả vĩ đại thì phải lao động gian khổ. Cổ nhân từng nói, trời muốn giao trọng trách cho ai thì trước phải rèn chí, mài luyện họ tơi bời. Vì vậy, nếu ta không nhẫn giỏi thì khó thể thành công. Vì sao người tu hành phải trải qua nhiều cuộc mài dũa gian lao khổ nhọc? Bởi vì tương lai họ phải làm đại sự, phải gánh vác và hoàn thành những trọng trách sứ mệnh rất lớn, nên trước tiên cần phải hứng chịu sự mài luyện sắt thép, khiến tất cả tính tật gai góc xù xì của bản thân đều được dũa mòn, mài bằng, và còn phải học rành rẽ những điều chưa biết, chưa hiểu. Đại sứ mệnh to lớn kia chính là giúp chúng sinh giác ngộ, hỗ trợ việc lấy giới làm sư, dùng pháp Phật hướng dẫn người, chỉnh lại ma thuyết đang gieo rắc hoành hành nhằm biến Phật Pháp thành điên đảo. Không sát sinh, làm sao đuổi được mũi trùng đi? Phần phụ lục. Hỏi: trong nhà tôi có rất nhiều côn trùng mũi, ruồi, kiến, gián, vân vân. Có thể giết nó không? Nếu không thể thì phải làm sao? Trong kinh Phạm Võng Phật dạy: không được cố ý giết tất cả sinh mệnh. Thế nên
mọi loài có mạng sống đều không được giết. Vậy phải làm sao? Để tôi kể hai câu chuyện này cho các bạn nghe. 13 năm trước tôi ở trung tâm thành phố, nhà có rất nhiều muỗi, kiến, không riêng gì nhà bếp, mà cả thư phòng và phòng ngủ của tôi cũng bị kiến bò lên mình, hết sức phiền toái. Cho dù tôi dùng đủ loại thuốc giết chúng đều không có tác dụng. Thậm chí tôi phải rắc mật ong hay đường cát ở trong sân, đợi kiến bu quanh thì chế nước sôi hại chết chúng. Dù kiến bị tôi giết hàng ngàn hàng vạn, nhưng chúng chẳng ít đi mà còn tăng nhiều hơn. Tức nhất là để tránh kiến bò lên thực phẩm nơi bếp, tôi đã treo thực phẩm lên dây kẽm, thầm nghĩ kiến sẽ không đến được. Nào dè, hôm sau khi tôi hạ thức ăn xuống thì chúng đã bu đen. Phiền quá, nên tôi đem giỏ thức ăn ra để ở sân, dùng tờ giấy báo cũ đốt rồi bỏ vào giỏ, thui cho kiến chết. Lúc đó tôi chưa biết Phật Pháp. Sau khi bái kiến hòa thượng Diệu Pháp rồi, tôi hiểu là không nên sát sinh, nhưng vẫn còn ăn tam tịnh nhục. Lúc đó tôi cũng không sắp kiến vào hạng có sinh mạng, vì thấy nó quá nhỏ. Sau khi gặp hòa thượng Diệu Pháp, từ Ngũ Đài Sơn quay về nhà, tôi lại vấp phải vấn đề ứng phó với kiến. Tôi đi mua bột DDT, nghĩa là thuốc diệt côn trùng, về rắc khắp nơi cần thiết rồi. Đột nhiên nghĩ lại, kiến không phải là cũng có mạng sống sao? Chúng nhất định biết suy nghĩ, nếu không sao lại sống rất có tổ chức và kỷ luật. Trong lòng tôi bỗng thấy bất an. Nhớ đến lời sư phụ dạy, tôi cảm thấy quá xấu hổ và đột nhiên niệm sợ hãi nổi lên mãnh liệt. Mấy năm nay tôi giết kiến không đếm xuể, ắt sớm muộn gì chúng cũng tìm tôi tính sổ thôi. Bây giờ tôi còn rắc thuốc diệt côn trùng, chẳng biết sẽ giết hại bao sinh mạng nữa đây. Thế là tôi vội lau bột thuốc đi, dùng nước rửa sạch hết. Bởi vì lúc đó chỉ có mình tôi ở nhà, tôi liền nói lời tận đáy lòng mình với loài kiến đang bò trong sân. Kiến ơi kiến, quá khứ do tôi không biết, không hiểu đạo, nên tôi đã giết kiến rất nhiều. Tôi mới vừa rắc bột độc đó, mặc dù đã tẩy rửa, nhưng ở trong các rãnh kẹt nơi cửa vẫn còn lưu độc. Các vị ngàn vạn lần chớ nên bò tới đó nha. Từ nay về sau, tôi hứa sẽ không giết kiến nữa. Hy vọng các vị đi trụ chỗ khác, đừng có ở trong nhà hay nhà bếp hoặc trong sân. Nếu các vị mà cứ bò lung tung, lỡ tôi không thấy mà đạp chết thì các vị đừng trách. Tốt nhất là các vị nên sống gần bồn hoa, nơi đó không có nguy hiểm. Đừng vào nhà bếp làm phiền, tôi cũng sẽ không làm hại các vị. Tôi chỉ nói với kiến như vậy, cũng không hề nghĩ rằng nếu tôi không cho chúng vào nhà bếp thì chúng sẽ tìm thức ăn ở đâu. Mấy ngày sau con tôi mách: "Ba ơi, ngộ ghê á, nhà chúng ta không còn kiến nữa." Thực ra tôi đã quên bén việc này, bây giờ nghe con trai báo tin, tôi mới sực nhớ đến lời mình nói mấy ngày trước. Thế là tôi bươn bả đi tìm lũ kiến nơi sân, phát hiện không còn con nào. Tôi nghĩ chắc không phải do thời tiết mà lũ kiến đi hết. Thế là tôi kiểm tra các vùng lân cận chung quanh, thấy vẫn đầy kiến. Lúc đó tôi kinh ngạc và hoan hỷ vô cùng. Tôi vui không phải vì kiến đi hết, mà do cảm thấy người cùng vật có thể giao lưu. Chỉ cần là lời nói tha thiết thực lòng, nhất định sẽ có cảm ứng. Lúc đó nếu như hàng ngày tôi biết rắc một ít thức ăn vụn gần bồn hoa cho kiến có lương thực mà sống thì đỡ tội kiến hơn. Nhưng khi đó tôi không nghĩ tới, chỉ biết yêu cầu kiến đừng vào phòng bếp, các phòng của mình mà thôi. Thế là chúng đành dời nhà. Tôi ở đây từ đó đến nay ngót 6 năm không còn con kiến nào xuất hiện. Trước khi quy y Phật Pháp, tôi vẫn là kẻ tạo nhiều tội như sát sinh, ăn thịt, uống rượu. Có thể nói khởi tâm động niệm không gì mà không tạo nghiệp gây lỗi. Thế thì vì sao có được cảm ứng như thế này chứ? Một là nhờ thành tâm mà chiêu cảm, hai là nhờ Phật, Bồ Tát gia trì. Đức Phật có lòng đại từ bi phổ độ tất cả chúng sinh. Bất kể là ai, chỉ cần họ có chút thiện tâm, thì Phật đều dùng phương tiện thiện xảo để hóa độ, hướng dẫn họ đi vào con đường dứt ác hành thiện. Cổ đức xưa có câu: "Muốn cho kia nhập Phật trí, trước phải dùng dục
câu dắt. Tôi thuộc hạng người ngu muội vô trí, nương vào sách kinh dạy dỗ, nhưng không thể vừa nghe là tin thọ liền. Chỉ khi nào tận mắt chứng kiến thì mới có thể thu phục được tôi. Đây cũng là duyên cớ vì sao từ khi học Phật rồi, tôi chịu tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho chúng sinh. Thêm một chuyện hay nữa, sư đệ Quả Bồi của tôi từ Hà Nam tới, chú kể mình đã áp dụng phương cách như tôi chỉ bày tương tự trên đây để đối phó với nạn nhiều chuột nơi nhà mình. Chú cũng nói với chuột như vậy, áy náy nhận lỗi, hứa rằng từ đây về sau nhất quyết chẳng giết hại chuột nữa. Sau đó hàng ngày chú bỏ chút thức ăn thừa vào đĩa để cố định ở chỗ có chuột. Mới đầu không những chuột ăn đồ trong đĩa mà còn ăn lan sang các thứ khác và vẫn tiếp tục cắn phá làm hư các thứ trong nhà. Sư đệ Quả Bồi liền nói với chúng, ngày xưa tôi giết chuột rất nhiều, các vị hận tôi là đúng. Từ nay về sau, mỗi ngày tôi xin tụng 30 biến chú Đại Bi để hồi hướng, cầu cho chư vị chuột bị tôi giết chết được vãng sinh thiện đạo. Khoảng 3 tháng sau, chuột chỉ dùng thức ăn trên đĩa, không còn cắn phá bất cứ thứ gì khác trong nhà. Một hôm, em gái Quả Bồi đến nhà anh ở một thời gian, thấy anh trai hàng ngày cho chuột ăn, bèn cười nhạo anh mình quá ngây thơ khờ khạo. Cô không thể nào tin là chuột có thể nghe người nói. Dùng cơm tối xong, cô đặt một bánh bao trên bàn. Kết quả, ngày hôm sau bánh vẫn còn nguyên không bị động tới. Như thế 3 ngày, chuột chỉ ăn thức ăn để trong đĩa. Mặc dù thấy quái dị hết sức, nhưng cô không nói gì. Lạ hơn nữa là khi cô giặt y phục mình, phơi xong thì lấy vào xếp cất chung chỗ cùng đồ anh trai và chị dâu. Vậy mà chuột chỉ cắn phá đồ của cô, không hề động đến đồ vợ chồng Quả Bồi. Làm sao chuột có thể phân biệt như thế chứ? Cô bắt đầu tin và bày tỏ quyết tâm, sau khi về nhà mình sẽ không bao giờ giết chuột nữa. Sau đó chuột ở nhà Quả Bồi cũng tuyệt tích luôn. Hai câu chuyện tôi kể trên đây, độc giả có thể dựa theo tình huống nhà mình mà xử lý. Tóm lại, phải cư xử với những loài mà chúng ta gọi là hạng côn trùng phá hoại y như người. Phải hiểu là hễ ta càng giết thì chúng sẽ càng căm hận ta. Bất kể loài vật nào, dù lớn hay nhỏ, chúng đều có thể phân biệt được thật lòng hay giả dối. Do bởi trước đây chúng ta giết vật quá nhiều, nên đừng có nôn nóng mong rằng chỉ cần nói vài ba câu, tụng mấy bộ kinh là chúng sẽ răm rắp nghe theo, hết hận ngay. Bạn cho là loài kiến ngu ư? Thế thì tại sao chúng biết trước khi nào sắp mưa lũ lụt nhiều mà lo di tản dời ổ? Vì vậy, muốn dứt ác đoạn thiện thì bạn phải kiên nhẫn, bền chí để vượt cho qua các ải khảo nghiệm khó khăn chúng dành cho ta, và luôn ghi nhớ điều này, phải cực kỳ kiên nhẫn. Chỉ có tâm thành mới có thể cảm động được chúng. Sau khi tôi không giết muỗi nữa, muỗi vẫn vào nhà cắn chích, nhưng tôi đợi chúng từ trên tường hoặc chỗ nào đó rớt xuống thì dùng một cái ly hoặc lọ bình lượm muỗi bỏ vào trong đó, kể đến dùng giấy bịt lại, chọc thủng cho có lỗ thông hơi. Rồi tôi bắt đầu khai thị, nói muỗi không nên cắn người. Sau đó tôi niệm Phật, truyền tam quy cho chúng, rồi thả chúng ra chỗ xa. Tôi làm vậy kiên trì 2 năm. Muỗi vào nhà rất ít, có cắn chích thì chỉ nổi mụn nhỏ, cũng không ngứa dữ và tiêu tan rất nhanh. 10 năm sau, nhà tôi rất ít bị muỗi cắn. Xin giới thiệu cách này cho đồng tu tham khảo. Làm ruộng sinh côn trùng. Anh bạn nông dân của tôi dùng cách tụng 49 biến chú Đại Bi vào nước phun xịt, thấy cũng có kết quả tốt. Còn nếu như bạn muốn xịt thuốc trầy thì hãy thông báo cho côn trùng hay trước 3 ngày. Tóm lại, phải thật sự có tâm yêu thương loài vật, biết sai thì cải hối mới được. Nếu chỉ hy vọng vào việc tụng mấy bộ kinh, đọc mấy biến chú, côn trùng cũng không thể hết dễ dàng. Bởi tất cả do tâm tạo, chứ không phải do kinh, chú. Việc niệm Phật, tụng kinh, chú chỉ là trợ duyên mà thôi.
với các côn trùng trong nhà như loài gián chẳng hạn, bạn muốn xịt thuốc thì phải thông báo trước 3 ngày, thỉnh chúng nhanh chóng dời nhà, sau đó mới quét dọn vệ sinh. Đến hạn kỳ, nếu như chúng vẫn còn thì có thể quét dọn, nhưng không nên cố ý làm chết chúng. Đồng thời khi quét, bạn niệm Phật, tụng chú Vãng Sanh, chú Đại Bi, gì cũng đều tốt, hầu giúp siêu độ cho những loài vật bị chúng ta vô ý làm tổn hại, bao gồm cả những lúc cuốc đất cày bừa. Hòa thượng Diệu Pháp nói rằng, làm như vậy tương đối đúng pháp, lâu dần chúng sẽ không còn nữa. Còn nếu bạn là người không chỉ dứt ăn mặn mà còn là người tu đã đoạn dâm dục, nếu bạn bảo chúng hôm nào dời nhà thì đến thời hạn đó bạn sẽ không thấy chúng nữa, bởi vì công đức bạn có đủ để giúp chúng ly khổ đắc lạc. Giống như quốc vương, đại thần mà muốn tuyên bố một người nào được giàu thì chỉ một câu thôi là có thể thành ngay. Thế nhưng nếu một người bình thường tốt tính mà muốn dạy cho người nghèo con đường phát tài thì phải cần thời gian. Cho nên chỉ cần bạn lo bồi đức lập hạnh, phẩm chất cao thượng, luôn giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh thì cảnh sẽ chuyển tốt, tương ưng với tâm. Tình huống mỗi nhà bất đồng nên quý vị hãy tự mình xem xét, giải quyết. Vì sao không tìm được việc làm? Bất kỳ bệnh tật hay gặp chướng ngại gì, bao gồm cả sự nghiệp như tìm không được công tác, đều thuộc về báo ứng nhân quả. Tôi gặp một anh đã tốt nghiệp thạc sĩ nhưng lại không tìm được việc làm. Cho dù anh có xin bán vé, chào mời kiếm khách cho nhà xe, cũng không ai mua, cũng không ai đi. Bạn thấy có lạ không? Năm ngoái tình cờ gặp nhau, tôi liền hỏi: anh có làm qua việc gì xấu không? Không. Không có thật ư? Chẳng phải anh phạm lỗi tà hạnh, ưa lăng nhăng loạn bậy cùng phái nữ hay sao? Anh đáp: hiện nay ai cũng đều sống như thế cả. Tôi nói: xin cảnh báo anh, đừng có quan niệm hiện nay ai cũng đều như thế. Dù anh không nói thì tôi cũng thừa biết, nhưng sống như vậy là phi lễ, vô đạo, rất thiếu đạo đức. Do anh sống không đạo đức, chưa kết hôn mà phạm đủ lỗi dâm tà loạn bậy. Phải biết, cho dù đối phương có đồng ý ưng thuận thì anh cũng không được phạm lỗi, vì chưa kết hôn thì không được quan hệ vượt rào, huống nữa là không có ý kết hôn, chỉ muốn phóng túng tình dục, truy tìm hoang lạc, ăn nằm bừa bãi. Làm như thế là thương thiên hại lý, luật tự nhiên không cho phép. Do vậy mà dù đã tốt nghiệp thạc sĩ nhưng anh không thể nào tìm ra việc làm. Tất cả là do anh sống vô đạo đức, thiếu phẩm hạnh, nên trời chẳng ủng hộ anh, ngược lại còn nghiêm trừng anh. Nếu anh muốn có công tác tốt thì đầu tiên trong nhà nên thờ tôn tượng Phật, hoặc hãy đến chùa quỳ trước Phật, thành tâm phát lộ sám hối hết những tội tà dâm và các tội mình đã làm. Nếu anh biết ăn năn sám hối, thệ chẳng tái phạm nữa, thì có lẽ anh sẽ tìm được việc làm. Hút thuốc uống rượu đều có quỷ theo. Người uống rượu thường có nhan diện màu gan heo, người hút thuốc thì mặt xám, là nguyên nhân gì? Người uống rượu có ma men đeo theo, người hút thuốc cũng có quỷ hút đeo theo. Quỷ là từ đâu mà lại? Một số là vong nhảy lầu, nhảy sông, bị tai nạn xe, là các cô hồn giả quỷ bị uổng tử, hoạnh tử, không thể lập tức đầu thai, nhưng lúc làm người rất ưa hút thuốc uống rượu. Sau khi làm quỷ thì không ai cho hút thuốc uống rượu, do họ còn quá chấp trước vào những hưởng thụ ở thế gian, nên hễ nghe mùi rượu, mùi thuốc lá là thèm dữ dội. Vì vậy, hễ gặp được ai hút thuốc uống rượu là họ nhào tới ôm lấy, nhưng đối phương không nhìn thấy được cảnh. Miệng quỷ đang đối với miệng mình, hễ bạn nhả thuốc thì họ hít vô, họ phả khí thì bạn hít. Lúc bạn ngủ ngửa mặt thì họ áp mặt kề bạn, hễ bạn nằm nghiêng thì họ cũng đối diện nghiêng với mặt bạn, nghĩa là lúc nào cũng kề cận bạn, vì họ quá ghiền thuốc. Hễ bạn nhả thuốc thì họ hít,
họ nhã khí thì bạn hít, mà người thuộc dương, quỷ thuộc âm, nên vô tình bạn cùng họ trao đổi khí xấu. Cho nên kẻ hút thuốc uống rượu, khí sắc càng lúc càng tệ, mặt càng lúc càng khó coi. Chân hay bị nổi nấm, sinh mận ngứa, bị phù nề, còn bị chai và mọc mụn cóc, thảy đều do ác nghiệp tạo ra. Thứ nhất, sát sinh ăn thịt. Thứ hai, làm thương hại vô lượng chúng sinh. Nếu như có thể ăn chay, tuân giữ giới luật, chịu vì chúng sinh tụng kinh sám hối, mọi sự sẽ dần dần chuyển tốt trở lại. Tôi khuyên không sát sinh là muốn bạn phải lựa đường chánh mà đi, nên dứt đồ tanh hôi, không ăn thịt sát sinh. Bạn niệm Phật tụng kinh cho chúng sinh thì chúng sẽ chịu đi. Nhưng cần phải kiên trì, không phải chỉ thực hành một vài ngày là đủ, vì nghiệp sát sinh bạn tạo quá nặng. Thí như tôi là heo, khi bạn giết tôi, linh hồn tôi xuất ra, lòng tôi hận bạn chí tử. Nhưng chưa có cách báo oán vì âm dương cách trở, nghĩa là các thứ bao gồm từng phần trên thân vật. Nếu ai mua về thì thần thức vật sẽ phân ra rất nhiều để đeo theo. Nếu bạn đem thịt cắt thành miếng, vật sẽ phi thường thống khổ, vì cho rằng đó là thịt ta. Nó hận đến nhe lợi nhe nanh, nhưng chưa có cách hay chưa có cơ hội để báo thù. Vì vậy, nó chờ đến lúc phúc bạn suy, bạn bị cảm, thân bất an, sức đề kháng không đủ, dương khí thiếu, thì nó liền nhập vào thân thể bạn, trụ tại lưng hay chân, hoặc bất kỳ bộ phận nào đó trên thân bạn, dốc sức hành hạ bạn. Bởi bạn đã giết ăn thịt nó, có khi là do tiền thế oán tìm đến, đời này đòi nợ, hành bạn khốn khổ. Cho nên, cách giải quyết tốt nhất là ăn chay, đi vào đường học Phật chân chánh, phải vì những chúng sinh bạn giết qua, thành tâm tụng kinh, niệm Phật hồi hướng. Công đức tụng kinh Địa Tạng rất lớn, phối hợp thêm giới, định, huệ là thuốc rất hay để chữa trị bệnh tật. Quý vị rất cần tuân thủ giới luật, giữ ngũ giới, bao gồm cả việc không hút chích chất độc. Thân người khó được, nay đã được. Phật Pháp khó nghe, nay đã nghe. Làm Phật Pháp trụ thế, đem lợi đến khắp hữu tình là trách nhiệm của mỗi người con Phật. Tôi rất mong những chuyện tôi biên kể sẽ giúp cho người mới học Phật mở trí tăng huệ, tinh hiểu và thấm nhân quả thật sâu. Bởi những chuyện tôi kể ra hoàn toàn có thật. Do tri thức hạn hẹp mà buộc phải nói ra những lời vượt phạm vi của mình, nên tôi mới nói là xin mạng phép luận bàn. Hy vọng độc giả hiểu ý tôi, để tôi biên soạn quyển sách này không uổng công. Quý độc giả nhất định phải đọc Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Địa Tạng, v.v. và chịu khó nghiên cứu thâm nhập tất cả nghĩa lý trong kinh để khai mở trí huệ cho mình. Trong bài viết, nếu có chỗ nào sai sót, mong chư đại đức lượng thứ. Tôi vô cùng cảm tạ.